Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái dự án Changi. Dự án này thì sẽ có cái ký hiệu là CNG và sẽ có khoảng 10.000 đô la, chia sẻ 10.000 đô la nhé các bạn nhé. Rep thì mỗi bạn nhận được thêm 10 đô la nếu như mà các bạn lọt được top 100 rep các bạn nhé. Dự án này sẽ từ ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 và ngày 26 tháng 7 sẽ có winner. Tức là bạn nào trúng thì nó sẽ thông báo lên kênh mạng xã hội của nó các bạn nhé. Dưới này thì các bạn điền vào đây email cho mình. Tiếp theo là các bạn theo dõi đây Telegram. Copy lại này. Các bạn ấn join nha. Join, sau đấy thì copy lấy tên dán vào đây. Đây nó bắt cái gì? Create a screenshot. Lại screenshot thì cho nó mệt ra nhỉ. Chụp ảnh lại này. Rồi, quay lại đây tải cái ảnh kia lên. Screenshot. Đây. Tải lên. Tiếp theo là theo dõi Twitter. Có red twin gì không? Không. Theo dõi Twitter. Đấy. Chụp lại một cái ảnh nhá. Rồi. Cứ like red twin cho nó nhỉ. Rồi, copy lấy tên này. Dán vào đây. Tải cái ảnh lên này. Đây, cái ảnh mình chụp đây. Tải lên. Rồi, ở dưới thì là cái tên người giới thiệu của các bạn nhé. Ví dụ mình là Unpenny1983 đi. Thì các bạn sẽ bỏ cái tên này đi. Các bạn thay vào cái tên Telegram của các bạn nhé. Thì nó sẽ thành link của các bạn. Khi mà người khác nhấn ấn vào cái link này thì nó sẽ hiện cái sẵn cái tên của các bạn ở đây. Đấy, để các bạn khỏi phải điền cái rep nữa vào. Ở đây thì các bạn sẽ ấn vào gửi đi thôi nhé. Đấy, thì những các bạn nào mà trúng ấy thì nó sẽ thông báo lên Telegram cũng như là Twitter của họ vào ngày 26 tháng 7 nhé. Mọi người chú ý là chúng ta đã follow cái Twitter của họ rồi. Thì thi thoảng mà mình mà check cái Twitter mà thấy nó thông báo thì nó sẽ thông báo lên thôi nhé. Ok, thì mình sẽ ấn vào gửi. Đầu tiên là các bạn sẽ phải check hết những cái thông tin này xem đã đúng hay chưa. Nếu mà đúng rồi thì mọi người gửi đi nhé. Tại vì cái dự án này nó sẽ không cho các bạn điền quay lại mà gửi đi là coi như là xong luôn. Đấy. Đây, đấy, nó sẽ không có cho các bạn chỉnh sửa nhé. Các bạn gửi chỉ các bạn phải check kỹ một lần cuối cùng sau đó các bạn gửi đi. Link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Mọi người có thể check qua thông tin của nó ở trên Twitter cũng như là Telegram. Đây, đây là cái dự án của họ này. Đấy, mọi người check qua một ít thông tin về dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.